lấy hũ thuốc về bôi nha, bôi chỉ đúng buổi tối thôi em hay sao ạ? bôi ngày đêm luôn. Xuống thằng bán tư vấn lấy chưa? Có em tư vấn đi, tư vấn dùng cho em. Dạ, ok em nha. Sung sướng. Chế độ chậm đây. Nằm im em cha nhé. Chị làm nghe hết sức rồi đó. Quay một video hả? Hai. Thank you.
quéo nữa. Chị làm muộn giống như chị đang quay chậm á em ơi. Bình thường là chị làm xong 7 giờ bên má này rồi. Nhưng mà như đây hắn ok hơn đúng không? Cố gắng lên nha. Muốn đã sợ trồng quay cho xong cái má bên này rồi. Còn chỗ này xí tay gái mà tay hơi đau xíu. Bóp ra ra máu. Đây sao nặng thêm lần nữa hả? Cho cảm giác mà coi cho nó thỏa mãn đấy. Cái mũi nó mà không lấy là sẹo sẹo tè le luôn á. Hơi xa rồi. Anh sẽ xuống nhầm chị xem. Lấy cái bọc ra rất sướng.
thuốc rồi luôn nha em. Em xuống em tư vấn rồi ấy đi. Cách sử dụng luôn nha. Rồi, có chị cứ nhắn tin họ chị nha. Nặng như thế thấy được à? Ví dụ như nặng lại nó tao luôn á. 20 phút là dừng chị Hà. Cứ hoài thấy cái trán này đi. Đây nên nhiều lắm. Để gì? Hai chứ. Cũng đang lo lắm em. Chưa lên là chị đã quất đầu rồi. Hồi xưa em bị một kiểu anh bị nóng á, nó sưng sưng á, chứ không phải là đầu đen đi đâu này. Mụn sưng ngay là mụn viêm rồi, mụn đầu đen.
cô này mà không coi clip chứ ông liền. Em nhớ số của em 312 nha. Số của Sao em về coi. 312. Chị hết quay chậm rồi đó. Không, lâu lâu đấy có to cho chị đi chậm cũng được. Để cho em đi theo lên ngón tay. Còn mấy con vừa đi thì mua thì đấy. Chụp cái má bên đây là phê hơn bên kia nhiều. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cái ca này là chị toàn nhớ cái ca đầu tiên của mình mà chịu xem không? Đúng cái ca số 8 á. Lúc đầu mình mới làm á thì coi đã luôn á. Tí nữa à. Được chưa? Chờ đi ăn đi. Bây giờ nhiều cái gì việc để mà đi đó. Muốn đi là xử đủ trò ấy. Thôi để bữa mua đến cái ngày mà nhận nước bạc của chị luôn. Nước bạc gì? Tháng 11. Ngày nhận nước bạc á. 9 tháng 11 là chị. Khi mua mặn nước vàng rồi mới ăn. Vàng chứ không có luôn rồi, nhìn là biết cái mà không có, như hồi xưa ấy là còn có khả năng. Mụn là không có người xem được không, nhưng mà dù sao vẫn có nhiều người xem. Thấy cái con chi sắc đẹp đó cũng là thấy cũng lây ghê. Lên được nút bạc rồi đó. Ngầm trăm mấy rồi. Gần 200 rồi á. Nhanh này. Mà hình như hắn là người Việt Nam nhiều. Nửa tiếng hơn chưa? Gương qua là Hà quay là đủ đơn luôn. Hà đứng là để coi. Hà đứng là tới hết nha. 45 phút á. Qua quay với mày là phim Ấn Độ á. Và chậm á. Thế là chị á. Làm chậm á. Vì cái nó làm nhanh không đã. Đã mà.
quay xong là đi luôn đó. Lâu nay em hay vô đăng đồ trong trong bay. Như em đâu có phải Cứ hà vô thôi chắc biết. Lại quên cho lên máy bay đúng Chưa không? mày quên rồi. iPhone của chị Loan giờ như cái hộp như là iPhone mày iPhone của cụ trong cái hộp này chúng dùng nữa đây không mày Phần iPhone nào 5 à ta? xíu xíu ấy À, năm. à iPhone 12 ra kiểu đó cái khuôn viên kiểu đó khuôn viên còn là hoàn đẹp lắm cái viên cái khung nền nó trong đấy 12 là có mấy mắt? chắc buồn mắt nó chưa có thông tin cụ thể là viên kiểu đó có màn hình nhỏ kiểu đó 5.4
tháng mấy rồi? Chắc gần tới chị mới mua. Con em mời ra là chị của mày. Và máy quay rồi không nhớ. Nghe con thấy mày như này. Và hai máy. Chù. Xịt mũ xuống như này rồi. Thì mày mua là bất tư. À đúng rồi, cái nó do chị mua 500 mấy ghi rồi nó cao hơn nữa. Nếu mà còn đại bộ nhớ nữa, kinh khủng thiệt. Cái máy tính là bao nhiêu? Tổng của mày là 2.000. Mua cho lần nữa mà chúng ta xa cho xin. Mũi thì thực mày vừa lấy nó đây rồi một câu.
13. Đúng 15.